đã khuya mà nàng vẫn còn mãi đi dệt áo. Vì mãi lo cho ta manh áo ấm lúc đêm đông mà lại quên đi cái giá lạnh của riêng nàng. Ngưu Lang, đừng ở bên chàng biết nào đâu Ngưu Lang. Chúc mừng.
thể bước qua con đường ta về nhân gian. Tôi gọi là
cảm ơn phần trò diễn đặc biệt của huấn luyện viên nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan, nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm, nghệ sĩ Thanh Đông và nghệ sĩ Minh Hòa. Và xin được chúc mừng cho thí sinh Dương Thị Mỹ Nhung đã hoàn thành phần thi trích đoạn của mình. Cảm ơn các nghệ sĩ. Và mời Mỹ Nhung sẽ bốc thăm cho phần thi tiếp theo. Và bây giờ còn lại một lá thăm cuối cùng, xin mời bạn. Bình tĩnh nào. Cảm ơn bạn. Dạ thưa quý vị khán giả, theo kết quả bốc thăm thì thí sinh Dương Thị Mỹ Nhung đã bốc thăm được ba câu vọng cổ trong bài Thương cánh diều tuổi thơ, sáng tác Đặng Thanh Huyền. Và mời bạn sẽ chuẩn bị cho bài thi của mình thật bình tĩnh và thi thật tốt nhé.